Chào anh em, mình giới thiệu anh em một cái đe của Mỹ. Cái đe này thì là trọng lượng nó nặng là 94 kg. Đe này đe thép. Thì đe này thì đe đe nói chung là rất là ngon. Mình thì cái gu bên bán mình khoái những cái dòng mà thép mà nó nhâm như thế này, mình thích là như vậy. Đe nó có hai dạng đe, một cái loại dạng đe mềm để anh em đập là không hư đầu. Còn thứ hai là cái đe gò là đe này để anh em gò bên thép, anh em đập là để dẹp đồ chứ không gì bị đe. Đó thì sẽ, nhưng mà thời gian mình xài mình đập thì dĩ nhiên nó phải móp, đó là quy tắc thôi. Nhưng mà đe là đe cứng, đó, anh em xài thì anh em mua lấy cái đe này. Đe này giá nó cũng bình dân, giá nó cũng không có cao. Trọng lượng của cái chiều dài của cái đe này là từ đây tới đây là 62, còn cái bề bản là 15, bề cao là 26 cm. Đe nói chung là đe rất là ngon, đe anh em xài thì thoải mái, rất là cứng, đe rất là cứng, rất là nặng. Nói chung mà nghe cái tiếng là thấy anh em thích. Dân đàn ông trai mà có cục đe trong nhà thì nói chung là ai cũng thích hết. Đó, đe này nói chung là ok hết. Đế để đặt nha, đế của nó dưới đặt hết. Rồi xin chào, anh em nào cần thì liên hệ mình.